Chào mừng các quý vị và các bạn đã đến với Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn, một cái channel để hướng dẫn các quý vị luyện tập theo cái phương pháp cảm xạ năng lượng của chúng tôi. Hôm nay tôi xin được đưa đến các quý vị các bạn do rất nhiều cái comment mà hỏi tôi là khai mở các luân xa là như thế nào, hoặc khai mở các luân xa như thế nào cho tốt, hoặc thời điểm nào để khai mở các luân xa. Thì thưa quý vị các bạn, khai mở luân xa có rất nhiều phương pháp khai mở luân xa, nhưng riêng phương pháp cảm xạ năng lượng Nguyễn Ngọc Sơn của tôi thì tôi hướng dẫn các bạn theo một cái phương pháp khai mở do riêng tôi hướng dẫn cho các bạn. Phương pháp này là phương pháp cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn. Và khai mở luân xa tôi đưa ra cho các vị các bạn có nhiều phương thức, đó là khai mở khi các bạn đang động, đó là các bạn luyện thiền động, và khi các bạn đang tĩnh. Và trong video này thì tôi nói đưa ra một cái phương pháp và để chúng ta luyện tập, đó là phương pháp khai mở luân xa theo phương pháp thiền động. Thiền động là gì? Thứ nhất, thiền động là chúng ta phải đứng, hai chân bằng vai và hơi nghiêng về phía trước để bám trụ, 10 đầu ngón chân bám chặt xuống dưới đất. Cái thứ hai là khi chúng ta muốn khai mở hoặc là luyện tập luân xa nào thì quý vị các bạn khi rung lắc các bạn hãy tập trung vào luân xa đó. Chúng ta hãy tập trung hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, nhưng hoàn toàn là tay thả lỏng và chân phải đứng thẳng, và chúng ta sẽ quay tròn để luyện tập cái xương sống của chúng ta. Các vị các bạn nên nhớ rằng cái xương sống là một nơi quan trọng nhất để đưa truyền tải tất cả các thông tin từ tứ chi cho đến lục phủ ngũ tạng lên não bộ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta quay thiền động, chúng ta hãy quay cho tôi vòng tròn rộng và thật mềm mại. Khi chúng ta các bạn luyện lâu thì các bạn sẽ có cảm giác được là trong vòng 2 phút thì các bạn hãy quay ngược lại cho tôi. Và luôn luôn tập trung vào luân xa mà các bạn muốn luyện tập. Tôi nói thí dụ là các bạn muốn luyện tập vào luân xa 6. Thì khi các bạn thiền, các bạn đang rung động, các bạn hãy nhìn vào con mắt thứ ba của các bạn. Đấy là giữa hai chân mày, là các bạn nhìn thấy một màu tím. Và cái màu tím này nó cứ dần dần, có thể nó lan tỏa ra, sau đó nó lại thu nhỏ lại, có khi nó lại trở thành một cái màu trắng, hoặc là một nó to bằng cái đồng xu màu trắng, sau đó lại lan tỏa ra một cái màu tím rất là lớn. Và có những học viên, thí dụ như K16 vừa mới học ở tại Thành phố Hồ Chí Minh của tôi, thì các bạn nói là thấy rộng lớn nó khoảng 5 mét về đường kính. Thì rõ ràng là cái luân xa 6 của bạn đó đã bắt đầu mở rất mạnh. Khi chúng ta luyện tập, các quý vị các bạn nhớ cho tôi là không nên hít thở quá điều khí. Mà môn của tôi là các bạn cứ hít thở bình thường, chỉ cần các bạn là uốn lưỡi lên vòm hàm ếch trên và các bạn hít mũi thở miệng nhẹ nhàng. Cái thứ hai, khi rung động các bạn phải lắng nghe cơ thể, các bạn xem cơ thể các bạn là muốn quay như thế nào, cái tay nó định hoạt động đưa về hướng nào thì các bạn hãy đưa về hướng đó. Hoặc chúng ta đang tập đứng thẳng nhưng chúng ta tự dưng lại muốn cúi xuống thì đấy là một hiện trạng là chúng ta đang bị đau quả thận hoặc là đau lưng, thì các bạn hãy cúi xuống và các bạn hãy theo dõi cơ thể, lắng nghe cơ thể, xem cơ thể mình muốn rung lắc sang phía nào hoặc là muốn làm gì thì các bạn làm theo cái đó. Đấy là một phương pháp tối quan trọng trong thiền động, tức là các bạn phải nghe ngóng, quan sát và kiểm soát được cơ thể các bạn đang làm gì. Và cái khó của thiền
cho dù là các bạn đang luyện thiền động như tôi đang nói đây, hay các bạn luyện thiền tĩnh cũng vậy, các bạn phải quan sát cơ thể, các bạn phải khám phá cơ thể của các bạn. Và đây là những điểm mấu chốt và điểm khó khăn nhất trong thiền động và thiền tĩnh. Và khi các bạn muốn khai mở luân xa thì tôi xin được hướng dẫn các bạn là các bạn hãy tập từ luân xa 7. Khi các bạn luyện tập xong thì các bạn chuyển xuống luân xa 6. Rồi các bạn nếu không có thời gian thì các bạn để ngày hôm sau các bạn luyện luân xa 5, sau đó luân xa 4. Cứ 2 ngày một luân xa là được. Còn quý vị nào đã về hưu có thời gian thì các quý vị có thể tập từ luân xa 7 xuống luân xa 1. Bởi vì nó sẽ kéo dài. Mỗi một luân xa các quý vị có thể mất chừng độ 15 đến 20 phút. Có người một luân xa quý vị có thể tập đến 3 tiếng nó vẫn chưa dừng. Những quý vị nào luyện tập trên các cái lớp cảm xạ năng lượng của tôi thì các bạn sẽ biết là khi chúng ta đứng rung động, khi nào luân xa dừng lại thì đó mới là kết thúc một lần tập. Còn hầu hết là các bạn đang tập, sau đó các bạn xin dừng, thì cái đó chưa gọi là kết thúc để luyện tập khai mở một luân xa. Và đương nhiên các quý vị các bạn hãy thông cảm cho tôi không thể nào nói được hết trên cái phương tiện đại chúng này được. Và khi luyện tập đến với tôi tại hai cơ sở là 125 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội và 27 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc đó chúng tôi mới hướng dẫn cho các bạn luyện tập để các bạn đạt được cái công năng nhanh nhất. Và xin thưa quý vị các bạn, khi chúng ta luyện tập về cái thiền động này xong, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Và nếu có thời gian thì chúng ta sau đó trước khi đi ngủ chúng ta ngọa thiền và chúng ta nạp chữ như tôi đã hướng dẫn các bạn. Và chúc các bạn và quý vị thành công. Và đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút like cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị vào các video tiếp theo.